Nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ôn thi đại học. Hôm trước cũng vấn đề cơ về mặt dao động điều hòa, ta ôn một số bài toán về thời gian, về quãng đường, về vận tốc, xét một số toán về con lắc lò xo cũng như con lắc đơn. Hôm nay thầy cũng bước qua phần sóng cơ, cũng thuộc về cơ học. Thầy trò chúng ta sẽ làm quen với một số dạng toán về sóng cơ. Đầu tiên là cách viết phương trình sóng. Có một số chú ý như sau. Trước khi chúng ta đi vào vấn đề này, thầy muốn ôn với em lại một số vấn đề chính. Nếu phương trình dao động thành một nguồn sóng ô có dạng là U0 A cos omega t, thì phương trình dao động tại điểm M cách ô một quãng d sẽ có dạng UM bằng A cos 2bt trên t nhỏ trừ 2bd lambda. Omega thì viết lại là 2b trên t lớn là chu kỳ. Đó mấy em chú ý. Sóng từ O truyền đến M thì tại O pha của nó sẽ lệch với pha tại dao động tại O 2bd trên lambda, và chúng ta mang dấu trừ bởi vì nó chậm hơn. Còn nếu M nằm trước nguồn sóng, M nằm trước sóng O, sóng từ M truyền về O thì tại đây là dấu cộng. Bên chú ý dấu trừ và dấu cộng. Nếu M nằm sau O trên phương truyền sóng thì chúng ta dùng ở đây dấu trừ. D đây chính là khoảng cách từ M đến O. Vấn đề chú ý thứ hai, bên nhớ lại công thức độ lệch pha giữa hai điểm MN trên phương truyền sóng. Thầy gọi DM, DN lần lượt là khoảng cách từ M và N đến nguồn sóng O. Thì khi đó độ lệch pha của chúng được tính bởi công thức 2B DM trừ DN trên lambda. Chú ý thứ ba, xét độ lệch pha tại một điểm thôi nhưng ở hai thời điểm khác nhau T1 và T2, thì công thức của nó như sau: 2B trên T, T2 trừ T1. Đáng em chú ý, độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng là 2B delta D trên lambda. Còn độ lệch pha dao động tại một điểm trên phương truyền ở hai thời điểm khác nhau lại dùng công thức 2B delta T trên T. Đó là ba cái chú ý khi chúng ta ôn tập về một số dạng toán về sóng cơ. Thầy trò mình đi qua một số bài tập trắc nghiệm của những đề thi của các năm gần đây. Chúng ta xem và làm quen các dạng toán về toán sóng cơ. Bài tập trắc nghiệm 1. Điểm M là một phần tử dao động trong môi trường truyền sóng cơ học. Có phương trình dao động là 5 cos 240 bt, đơn vị ly độ cm. Và có độ dài bước sóng 6 cm. Hỏi tại thời điểm T bằng 2 giây, điểm A cách M khoảng 12cm, sẽ có ly độ là bao nhiêu? Đọc xong đề mấy em có mấy vấn đề chú ý. Thứ nhất là phương trình sóng tại M. Thứ hai, thời điểm sau đó 2 giây, điểm A cách M một quãng 12cm, có ly độ bao nhiêu? Thầy giải như sau. Đầu tiên mấy em xét độ lệch pha dao động của A so với M bằng công thức delta phi bằng 2B delta D trên lambda. Delta D là hiệu khoảng cách từ A và M. Ta thay thông số vào, DA bằng 12cm, M ta xem như nguồn bằng 0. Vậy độ lệch pha của A so với M đó là 4B. Từ đó ta biết cái phương trình dao động sóng tại điểm A có dạng 5 cos 240 bt, tức là cùng pha với sóng tại điểm M. Sau đó ta thế T bằng 2 vào, ta dễ dàng có được UA bằng 5cm. Vậy trong 4 đáp án để cho của đề,
chúng ta chọn được, đó chính là đáp án A. Thì xét qua bài tập trắc nghiệm số 2. Xét một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz. 5 gợn lồi liên tiếp trên phương truyền sóng ở về một phía so với nguồn. Gợn thứ nhất cách gợn thứ 5 0,5 m. Hỏi tốc độ truyền sóng. 1,2 m trên giây, 15 m trên giây, 30 m trên giây hay 25 m trên giây. Mấy em chú ý, khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp đó chính là độ dài của 4 bước sóng. Giữa 2 gợn lồi liên tiếp là 1 bước sóng. Vậy 5 gợn lồi liên tiếp đó chính là khoảng cách giữa 4 bước sóng. Từ đó ta sẽ có được độ dài của 1 bước sóng. 4 bước sóng bằng 0,5 m. Vậy 1 bước sóng bằng 0,5/4 m. Từ công thức vận tốc truyền sóng bằng bước sóng nhân tần số, ta có được giá trị của tốc độ truyền sóng 15 m trên giây. Vậy trong 4 đáp án của đề cho, ta có được đó chính là đáp án B. Mấy em thấy vấn đề rất là đơn giản của một số bài tập trắc nghiệm những năm trước 2007, 2008, 2009, 2010. Thì những cái câu hỏi học sinh chỉ cần nắm được cái công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số hoặc chu kỳ hoặc tốc độ gốc. Từ các dữ kiện của đề, ta tìm các đại lượng, thay vào công thức ta ra được đáp án. Đấy, cho nên những vấn đề, những bài tập cơ bản mấy em phải thuộc. Từ đó chúng ta mới làm được những bài tập phát triển hơn. Như đề này họ không cho cụ thể bước sóng là bao nhiêu. Họ cho khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp trên cùng phương truyền sóng. Thì ta phải đoán được đó chính là độ dài của 4 bước sóng. Ta qua bài tập trắc nghiệm số 3. Cho một sóng cơ truyền dọc theo trục OX, tốc độ truyền sóng là 20cm trên giây. Phương trình dao động sóng tại nguồn O, U bằng 4 cos BT trên 6 trừ B trên 2. Tại thời điểm T1, ly độ sóng tại O là 2 căn 3 mm và đang giảm. Sau thời điểm T1 khoảng 3 giây, hỏi ly độ sóng tại O là bao nhiêu? 2mm trừ 2mm trừ 2 căn 3 mm hay 4mm. Mấy em chú ý, giả thiết chúng ta có một là biểu thức sóng tại O. Cho một biểu thức sóng là chúng ta biết những dữ kiện gì? Một, biên độ sóng. Hai, tần số hoặc chu kỳ. Ba, pha dao động ban đầu. Đó, mấy em chú ý, khi cho một phương trình sóng, chúng ta có 3 dữ kiện từ biểu thức sóng của đề cho. Một là biên độ, hai là tần số gốc, chu kỳ hoặc tốc độ gốc, ba là pha ban đầu. Đó là những điều ta đọc được từ một biểu thức sóng. Dữ kiện thứ hai đề cho vào thời điểm T1 nào đó, sóng tại O đang có ly độ là 2 căn 3 mm và đang giảm, Hỏi sau đó 3 giây thì ly độ sóng tại O là bao nhiêu? Mấy em xem ta giảm như sau. Tại thời điểm T1, thầy thay T1 vào đây. 4 cos BT1 trên 6 trừ B trên 2 bằng 2 căn 3 mm. Sau đó 3 giây thầy gọi là thời điểm T2, có nghĩa là bằng T1 cộng 3. Thầy thay giá trị T1 cộng 3 vào trong biểu thức sóng. U2 bằng 4 cos BT1 cộng 3 trên 6 trừ B trên 2. Ta nhân vào thì ta ra là 4 cos BT1 trên 6 trừ B trên 2 cộng B trên 2. Mà cos của B của alpha mà cộng B trên 2 về mặt lượng giác mà em biết bằng trừ sin. 4 cos alpha cộng B trên 2 bằng trừ 4 sin alpha. Nha. Cho nên 4 cos BT1 trên 6 trừ B trên 2 cộng B trên 2 thì viết thành trừ 4 sin.
beta 1 trên 6 trừ đi trên 2. Ta có từ cái phương trình 4 cos bằng 2 căn 3 thì rút ra được giá trị của cos bằng căn 3 trên 2. Mà cos bằng căn 3 trên 2 thì chúng ta sẽ có sin, trị số của sin tương ứng sẽ là cộng trừ 1 phần 2. Đây là mặt kiến thức lượng giác toán học. Mem nhớ, khi cos có giá trị là căn 3 trên 2 thì sin sẽ có giá trị là cộng trừ 1 phần 2. Bởi vì ta có hàng đẳng thức sin bình cộng cos bình bao nhiêu cũng bằng 1. Do đó từ giá trị của cos thầy suy được giá trị của sin. Ở đây chúng ta có hai giá trị phải chọn, cộng 1 phần 2 hay trừ 1 phần 2. Thế dựa vào dữ kiện đang giảm vào thời điểm T1, ly độ sóng tại ô là 2 căn 3 nhưng đang giảm. Vì đang giảm ta chọn sin dương. Tại sao sin dương? Vì sin dương u ảnh. Mấy em nhớ đạo hàm của ly độ chính là vận tốc, mà đạo hàm của cos là trừ sin. Đang giảm thì vận tốc âm, vận tốc âm cho nên sin phải dương. Nó gần giống như phần kiến thức trong dao động điều hòa của con lắc lò xo hay của con lắc đơn, như những bài hôm trước mà thầy trò mình đã ôn qua. Thì ở đây nó cũng vậy, ly độ đang giảm thầy chọn sin dương. Để vì sao? Để cho vận tốc của phần tử đó âm tại thời điểm đó. Từ đó ta có chọn được 1 phần 2, ta thay vào, ta dễ dàng có được ly độ sóng tại ô sau 3 giây tính từ thời điểm T1. Đó là trừ 2mm. Trừ 4 nhân cho 1 phần 2 chính là trừ 2mm. Đấy, cái bài tập này giải xong rồi thì mấy em thấy thuật tiên đã nhìn thấy nó đơn giản. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì rất nhiều em sai. Cho nên thầy nhấn mạnh chú ý lại những dạng bài tập này. Dự toán và lý nó có mối liên kết với nhau, đặc biệt về phần lượng giác trong dao động điều hòa. Mấy em chú ý. Vậy trong 4 đáp án để cho, đó chính là đáp án B, trừ 2mm. Ta tiếp tục qua bài ví dụ trắc nghiệm số 4. Một sợi dây đàn hồi có đầu ô dao động với tần số biến thiên trong quãng từ 40 hạt đến 51 hạt theo phương vuông góc với dây. Một điểm M cách nguồn ô 18 cm, dao động lệch pha với nguồn ô một góc 2k cộng 1 pi trên 2, một số lẻ lần pi trên 2. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Hỏi bước sóng là bao nhiêu? 16 cm, 10 cm, 8 cm hay 4 cm? Trước tiên, mấy em tính độ lệch pha giữa mờ và nguồn ô. Ta có khoảng cách rồi. Công thức được tính 2πd/λ. Nhưng ở đây họ cho độ lệch pha đó của M so với O là 2K cộng 1 pi trên 2. Cho nên thầy có được đẳng thức 2π/λ nhân 18 bằng 2K cộng 1 trên 2 nhân pi. Từ đó thầy có được bốc đẳng thức. Công thức lambda của mình bằng V trên S hoặc bằng V nhân T. S là tần số đó ha. S chúng ta thay đổi từ 40 tới 51. Cho nên tỷ số V trên S với V 4m thì đổi sang cm 400. Ta sẽ có được bất đẳng thức 400/51, bé hơn bằng V trên S, bé hơn bằng 400/40. Ta rút ra được, vậy 51/400 lớn hơn bằng 1/λ, lớn hơn bằng 1/10. Ta thay cái giá trị delta phi vào, tính theo lambda.
2k cộng 1 pi trên 2. Từ 1 phần lambda thì thay vào đây. Thì tính 2k cộng 1 theo lambda và ta thay vào cái bất đẳng trước trên. 2k cộng 1 trên 72 nhỏ hơn bằng 51/400, lớn hơn bằng 1/10. Từ đó ta suy ra khoảng giá trị của k từ 3,1 đến 4,09. Mà k là một phần tử số nguyên, k thuộc số nguyên, cho nên ta dễ dàng có được trị của k là 4. Có được k là 4, ta thay vào công thức của lambda, ta có được lambda bằng 8 cm. Đây là một bài toán sử dụng bất đẳng thức kép, dựa vào khoảng giá trị của tần số, dựa vào khoảng giá trị của tần số và dựa vào công thức liên hệ giữa lambda và tần số, bước sóng và tần số, thì thành lập bất đẳng thức kép. Trong bất đẳng thức đó có trị nguyên k. Dựa vào khoảng k có được, các em tìm được giá trị k. Có được giá trị k tương ứng, ta sẽ tìm được bước sóng. Đó là cái quy trình đi của bài toán trên. Mấy em chú ý và ghi lại cái bài tập trắc nghiệm số 4. Rất hay xảy ra, rất hay có trong toán cơ, trong toán điện và một loạt các dạng toán của vật lý. Vậy trong 4 đáp án đã cho của đề, ta có đó chính là đáp án B. Từ khoảng biến thiên của tần số, từ độ lệch pha của A so với M, tính theo k, ta tính ra được lambda. Đó là nội dung của bài tập trắc nghiệm số 4. Các em xem bài tập trắc nghiệm số 5. Xét một sóng cơ truyền trong môi trường từ điểm M đến điểm N cách nhau 0,45m, tốc độ truyền sóng 60 cm trên giây. Nếu phương trình sóng tại N có dạng UN bằng 2 cos 20t cm, thì phương trình sóng tại M được tính bởi biểu thức nào trong 4 biểu thức? 2 cos 20t cộng pi trên 2, 2 cos 20t cộng 3π/2, hay 2 cos 32t trừ 3π/2, hay 2 cos 2π/2. Một bài tập trắc nghiệm ôn lại cách viết phương trình sóng. Đây là đề thi trắc nghiệm dự bị năm 2009. Dựa vào công thức bước sóng, chu kỳ được tính bởi công thức 2π/ω. Omega trong biểu thức sóng ta có bằng 1 giây. Mấy em thay vào đây, tốc độ sóng ta lại có. Vậy ta tính được bước sóng. Có được bước sóng rồi, ta tính độ lệch pha giữa hai điểm M và N bởi công thức 2πd trên lambda bằng 3π/2. Có được delta phi rồi, vậy ta dễ dàng có được công thức phương trình sóng tại điểm M, 2 cos 2πt cộng 3π/2. Đáp án trong chương trình đó chính là B. Đây là một bài tập đơn giản. Một bài tập đơn giản. Từ biểu thức sóng, chúng ta biết được biên độ sóng, chúng ta biết được chu kỳ, tốc độ gốc hoặc tần số và pha ban đầu của dao động. Nắm được những yếu tố đó rồi, mấy em tính được bước sóng. Và nhớ tới công thức độ lệch pha giữa M và N, và công thức viết biểu thức sóng tại một điểm M khi biết được biểu thức sóng tại điểm N, ta chọn được đó chính là đáp án B. Bây giờ thầy trò chúng ta chuyển qua phần 2 của chương trình. Đó là phần thầy trả lời những thắc mắc của các em qua mạng, qua đài. Thầy xin mời các em. Em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình. Chính là trong con lắc lò xo tre thẳng đứng có biên độ A bằng 3,6, thì số lực đàn hồi ở biên độ dương so với lực đàn hồi ở biên độ âm là bằng 4. Trong khi dao động thì con lắc độ dài của con lắc lò xo luôn giảm. Em muốn hỏi là độ dài của lò xo đó bằng bao nhiêu?
tóm tắt lại cái ý em vừa mới hỏi như sau. Con lắc lò xo chúng ta trong trường hợp này treo thẳng đứng. Có biên độ dao động là 3,6 cm. Ở vị trí biên dương và ở vị trí biên âm, lực đàn hồi đương tương ứng tỷ lệ của chúng là 4. Cho biết trong quá trình dao động là so luôn luôn giãn. Như vậy chúng ta biết tại vị trí cân bằng thì lò xo đã giãn ra một đoạn delta L0 rồi. Lò xo đã giãn ra một đoạn delta L0 tại vị trí cân bằng. Ở đây cho luôn luôn giãn. Có nghĩa là cái biên độ A của chúng ta bé hơn delta L0, bởi vì lò xo trong quá trình dao động luôn luôn giãn, cho nên cái biên độ của dao động phải bé hơn độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng. Vì vậy tỷ lực đàn hồi ở biên dưới và biên trên chính là lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi mi. Các em chú ý cái kiến thức đó. Đó chính là tỷ của lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi min. Để giải được bài toán này thì các em phải nhớ công thức. Lực đàn hồi cực đại trong trường hợp này được tính bởi công thức K delta L0 cộng A. Và lực đàn hồi min được tính bởi công thức K delta L0 trừ A. Từ công thức này, từ tỷ lệ là 4, ta lập tỷ lệ. Hay nói cách khác là một phương trình, trong đó delta L0 là biến, được tính theo biên A. Ở đây ta rút ra được, như vậy là delta L0 của chúng ta sẽ bằng 8/3 A. Đấy, 9,6 cm. Vậy tại vị trí cân bằng là so để giãn ra một đoạn 9,6 cm. Đó là nội dung của các em hình. Qua cái câu hỏi này thì muốn nhắc lại, thứ nhất là công thức tính lực đàn hồi cực đại, thứ hai công thức tính lực đàn hồi min trong trường hợp là so treo thẳng đứng, và biên độ dao động trong trường hợp này bé hơn độ giãn là so ở vị trí cân bằng. Khi làm những bài toán mà đụng tới những khái niệm mắc biên của lực đàn hồi thì bao giờ các em cũng phải tính cái độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng trước. Từ đây chúng ta mới so sánh được. Nếu giả sử như độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng không có lớn hơn A mà lại bé hơn A, như vậy lò xo trong quá trình chuyển động sẽ đến vị trí mà lò xo không co không giãn, có nghĩa là lực đàn hồi biên khi ấy bằng 0. Lực đàn hồi mắc vẫn là độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng cộng thêm biên độ mà vật dao động khi chuyển động xuống vật phía dưới. Đây, đó là phần giải đáp câu hỏi của em vừa rồi. Dạ, em chào thầy, em có câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp là một con lắc lò xo dao động nghiêng trên mặt phẳng nghiêng với góc lệch alpha bằng 30 độ và biên độ dao động là 6 cm. Hãy tính độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cũng là bài toán về con lắc, mà ở đây con lắc nằm trên mặt phẳng nghiêng. Con lắc chúng ta bây giờ nó nằm trên một mặt phẳng nghiêng. Một góc alpha nào đó so với mặt phẳng ngang. Thì mấy em chú ý để phân tích cái lực như thế này. Trọng lực B, lực đàn hồi,
thì chiếu lên trên phương ngang, thì mấy em sẽ gọi là B phép. Thì cái B phép này nè là bằng cái B nhân cho cos của góc, tức là B của sin alpha. Alpha là góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang, bằng MG sin alpha. Do đó nó khác với trường hợp con lách lò xo dao động thẳng đứng, là tại vị trí cân bằng chúng ta sẽ có MG sin alpha bằng K delta L0. Đó là tại vị trí cân bằng. Cho nên cái công thức tính độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng trong trường hợp mặt phẳng nghiêng là chúng ta thêm vào cái sin của góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang. Đây là sự khác biệt trong trường hợp thẳng đứng và trong trường hợp trên mặt phẳng nghiêng, là các em sẽ nhân thêm vào một cái hệ số sin alpha, với alpha là góc tạo bởi mặt phẳng ngang và mặt phẳng nghiêng. Thì từ đó cái công thức tính lực đàn hồi cực đại vẫn là nhân delta L0 bấy giờ không phải là MG trên K nữa, mà là MG sin alpha trên K. Và lực đàn hồi nhưng cũng thế, cũng bằng công thức K delta L0 trừ A, với delta L0 được tính bởi công thức MG sin alpha trên K. Đó, thầy giải đáp cái câu quen như thế để phân biệt trong trường hợp con lắc dao động thẳng đứng và con lắc dao động trên mặt phẳng nghiêng. Thì chúng ta thấy lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu nó chỉ khác nhau ở cái chỗ delta L0. Bên thẳng đứng là MG trên K, bên mặt phẳng nghiêng là MG sin alpha trên K, thêm vào hệ số sin alpha, với alpha là góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang. Còn tất cả những thông số còn lại tương tự như bên con lắc dao động thẳng đứng. Đấy, mấy em chú ý những dạng toán như thế. Đôi khi để phát triển lên trên mặt phẳng nghiêng thì mình phải chú ý thêm vào hệ số sin alpha. Xin chào thầy, bây giờ xin mời thầy lắng nghe câu hỏi của các bạn học sinh gửi về trang web htv4.com.vn và trang web htv4.vn. Và đối với những bạn học sinh nào mà còn thắc mắc gì nữa thì hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ của hai trang web này nhé. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi. Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O, gọi A và B là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức cường độ âm tại A là 50 dB, tại B là 30 dB. Tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB, coi môi trường không hấp thụ âm. A 34,6 dB, B 35,2 dB, C 37,2 dB, D 38,5 dB. Xin mời phần giải đáp của thầy ạ. Bài hỏi câu hỏi trên là thuộc về lĩnh vực âm. Chúng ta phát sóng giả sử với đây là nguồn ô trên cùng phương truyền sóng, xét hai điểm AB. Tại A có mức cường độ âm là 50 dB và tại B có mức cường độ âm 30 dB. Hỏi mức cường độ âm tại điểm Y, trung điểm AB. Tại điểm M, trung điểm AB là bao nhiêu? Để giải được cái bài toán này thì trước tiên mấy em phải tính được cái khoảng cách từ O đến M so với từ O đến A và từ O đến B. Ta có công thức, vì M là trung điểm cho nên chúng ta có công thức OM bằng OE cộng OB trên 2. OE cộng OB trên 2. Mặt khác, công thức tính mức cường độ âm tại điểm A chúng ta có công thức là 10 log cường độ âm tại A trên cái cường độ âm chuẩn. Và tương tự vậy, cường độ âm tại B
để tính được mức cường độ âm tại M thì ta phải có công thức tương tự như công thức tính lắp mức cường độ âm tại E và B. Và các em phải lưu ý một điều thế này nữa, thầy đưa ra cái khoảng cách, thầy viết cái công thức mức cường độ âm. Trong công thức mức cường độ âm, chúng ta thấy có cái tỷ của các cường độ âm. Chúng ta thấy có tỷ của các cường độ âm. Cho nên xét mối quan hệ giữa tỷ các cường độ âm và khoảng cách thì mấy em biết đó chính là tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Cho nên thầy sẽ có là IE trên IM chính là bằng OM trên OE tất cả bình phương. Đây là cái kiến thức quan trọng để giải được cái bài toán này. Đây là cái đề thi đại học năm vừa rồi, 2010. Phần này là cái kiến thức quan trọng, mấu chốt cái chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Ta đưa được cái tỷ cường độ âm về bình phương tỷ khoảng cách. Chú ý, cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Càng xa thì âm ta nghe càng nhỏ, càng gần thì âm càng lớn. Các em chú ý, giữa cường độ âm và khoảng cách tỷ lệ nghịch, nhưng quan hệ của chúng là bình phương khoảng cách. Từ có tỷ trên, bây giờ thầy tìm mối quan hệ từ cái đây. OM bằng OA cộng OB trên 2. Thầy xét cái hiệu LA trừ LM. Thì chúng ta sẽ có, em nhớ công thức log trừ log là bằng log A trên B, hiệu là bằng tỷ. Đây. Mà để có được tỷ OM trên OE thì chia hai vế. Đến đây là hoàn toàn bằng toán học. Đấy, để chia cho OE, OM trên OE 1 cộng OB trên OE tất cả trên 2 thì bình phương lên. Thì bình phương lên. Mặt khác ta lại có LB mà trừ LA chính là đấy. Mà cũng giống như trên, tỷ của mức cường độ âm thì đưa về tỷ khoảng cách. Tỷ khoảng cách thì thay vào đây, đấy, sẽ đổi dấu lại để chúng ta có là IA trên IB. Có được giá trị này rồi, của IB trên IA chính là OA trên OB bình. Mấy em thay vào đây, ta sẽ suy ra được LM lại bằng cái công thức cho mấy em thấy OB trên OE chúng ta hoàn toàn tính được từ đây, từ cái tỷ giữa mức cường độ âm tại A và mức cường độ âm tại B, ta lọc cái hiệu, có hiệu từ cái hiệu đó ta có được cái tỷ cường độ âm, từ tỷ cường độ âm ta đưa về tỷ bình phương khoảng cách. Tỷ bình phương khoảng cách được tính từ đâu? Từ hiệu này. Mấy em lũy thừa mũ hóa lên, đến đây là về mặt toán học
chúng ta mũ hóa lên. Ha, chúng ta mũ hóa lên. Như vậy IA chia B sẽ bằng mấy chia 10 xuống ha. LA trừ LB trên 10, so tên lĩ thường 10 lên. Thì chúng ta có được cái biện thức này. Mà IA trên IB chính là bằng OA trên OB tất cả bình. Có được cái này rồi, mấy em thay vào đây. Thì sửa cái này là IA trên IB. Cái này chính là OB trên OA. Ta thay vào đây. Thay vào đây ta tính được cái OM trên OA tất cả bình là cái này. Có được đây. LA ta biết rồi, 50 decibel. Các em thay số vào đây, chúng ta sẽ có được đáp án mức cường độ âm tại 10. Đây là một cái bài toán khó của năm vừa rồi, một trong những câu khó của đề thi lý năm vừa rồi. Nó khó ở chỗ thứ nhất là các em từ mức cường độ âm các em đưa về tỷ cường độ âm, từ tỷ cường độ âm các em đưa về tỷ bình phương khoảng cách. Mặt khác còn phải có một số kiến thức toán học cơ bản nào đó về cách giải phương trình log, về cách tính khoảng cách từ M đến O theo A và B đến O. Giả sử bài toán phát triển lên M không phải trung điểm AB, M là điểm AB, chia AB theo một tỷ lệ nào đó, thì giả sử như M bằng K lần AB, giả sử M bằng K AB, thì bài toán trên nó sẽ khó hơn. Nhưng vấn đề mấu chốt là các em phải tìm ra được khoảng cách từ M tới nguồn, tính theo khoảng cách từ điểm A tới nguồn cũng như từ điểm B tới nguồn, thì bài toán sẽ được giải quyết theo hướng này. Từ hiệu mức cường độ âm đưa về tỷ cường độ âm, từ tỷ cường độ âm ta lập biểu thức tương ứng bình phương khoảng cách. Cho nên thầy mới nói tại sao phải thiết lập được cái mối quan hệ khoảng cách từ M đến O theo khoảng cách từ A tới O và từ B tới O là như thế. Giải quyết được vấn đề này thì cái bài toán này mới giải được. Đây là một bài toán khó trong đề thi lý năm vừa rồi. Nhưng từ cái đề này mấy em rút kinh nghiệm, mấy em có thể là từ 1 mà chúng ta có thể làm được nhiều bài tương tự khó như thế. Giả sử M chia AB theo một tỷ số K nào đó, thì lúc đó mấy em hãy tính khoảng cách từ O tới M theo khoảng cách từ O tới A và khoảng cách từ O tới B. Sau đó chúng ta cũng chia để mà lập tỷ. Thì chia hai vế cho OA để thầy lập tỷ OM trên OA, thì tính theo OB trên OA. Mà OB trên OA được tính theo IA trên IB, mà IA trên IB được tính theo LA trừ LB. Đó cái logic của vấn đề là như thế. Thì mong rằng qua cái bài tập này, toán về cường độ âm và mức cường độ âm, cho biết điểm A, cho biết điểm B, bắt tính một điểm C, điểm D nào đó, chia theo một tỷ lệ khoảng cách nào đó. Có thể trong những đề thi sắp tới, nó sẽ những vấn đề tương tự nó diễn ra. Thì qua những cái bài tập này thì mong em nắm vững và luyện tập kiến thức đó, thì chúng ta mới trả lời được đủ trong khoảng thời gian trắc nghiệm. Đấy. Tóm lại qua hôm nay, phần sóng cơ thì trình bày một số vấn đề về phương trình sóng, cách viết biểu thức sóng, cách tính thời gian, cách tính ly độ, đấy, vận tốc, tốc độ truyền sóng phân biệt với tốc độ của phần tử dao động tại môi trường truyền. Mấy em nhớ đó là hai khái niệm khác nhau. Cũng như một số câu hỏi của các em ở các nơi gửi về cho chương trình xoay quanh về những bài toán về cơ, về lực đàn hồi, là so trong trường hợp thẳng đứng, là so trong trường hợp trên mặt phẳng nghiêng, và những bài tập về sóng âm trong các cái đề thi gần đây. Mong các em có được một buổi học tốt, em thu lượm được những kết quả phù hợp với kiến thức của mỗi em, và các em cũng nên cố gắng gửi các câu hỏi về cho chương trình. Các thầy rất là mong những câu hỏi như thế của các em. Mong các em có một buổi học tốt và hẹn gặp lại buổi học hôm sau. Chào các em.